Xin chào tất cả các bạn đam mê điện gió và điện tuần hoàn, điện năng lượng tái tạo, điện nước. Thì đây, hôm nay đây là điện tuần hoàn này, được mua bởi một người vì rất chi là xa. Thì anh mua với giá là 25 triệu. Thì anh em xem trên cái tự phát điện tuần hoàn này nó sinh ra được bao nhiêu điện, thì bạn này kêu mà không có lời gì các bạn, toàn lỗ không à. Còn anh em nào á mua mà thấy lời rồi hay là xài không được thì bình luận bên dưới nha, chứ mình cũng không biết nó có thật hay không nữa. Bạn nào đã mua những cái loại như thế này rồi và chơi được như hay không thì hãy cho mình biết với nha. Bạn này phản ánh như mình là không xài được vì cái tiêu thụ vào và tiêu thụ ra không có ăn thua các bạn, không có lời và đã đem trả rồi. Bạn này đã tìm tới nhà và đem trả, họ chỉ trả có được có một nữ tiền cho bạn này thôi chứ không được cả. Đây anh em cứ xem, chứ mình không có nói nhiều. Video bạn ấy gửi cho mình như vậy thì giờ mình sẽ để cho bạn xem như vậy thôi, chứ nhiều khi mình nói ra không biết là nó thực tế như nào, mình cũng chưa được xem nên là mình không có dám phán này nọ đâu anh em. Anh em nào có ấy thì cho mình xem thực tế và đo thực tế cho anh em xem công suất trên giờ được bao nhiêu và tiêu hao bao nhiêu nha anh em. Hãy để lại bình luận bên dưới để cho mình biết. Các bạn thấy hay mình hãy đăng ký kênh để giúp Thiên Sơn nha các bạn.
Yeah.